cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn có phải trụ thắng nghĩa chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải trụ điên đảo chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chăng không thiện hiện bạch thế tôn nếu chẳng an trụ thắng nghĩa chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng trụ điên đảo chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì sẽ không có thế tôn chứng quả vị giác ngộ cao tột không thiện hiện ta tuy chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột nhưng chẳng trụ hữu vi giới cũng chẳng trụ vô vi giới này thiện hiện như các vị mà như lai đã biến hóa tuy chẳng trụ hữu vi giới cũng chẳng trụ vô vi giới nhưng có đi đến ngồi đứng các việc này thiện hiện vị được biến hóa ấy nếu hành bố thí ba la mật đa cũng hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vị được biến hóa ấy nếu trụ pháp không nội cũng trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh Vị được biến hóa ấy, nếu trụ trơn như cũng trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vị được biến hóa ấy, nếu tu bốn niệm trụ, cũng tu bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vị được biến hóa ấy, nếu trụ thánh đế khổ, cũng trụ thánh đế tập diệt đạo, vị được biến hóa ấy nếu tu bốn tịnh lự cũng tu bốn vô lượng bốn định vô sắc vị được biến hóa ấy nếu tu tám giải thoát cũng tu tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ vị được biến hóa ấy nếu tu tất cả pháp môn tam ma địa cũng tu tất cả pháp môn đà la ni vị được biến hóa ấy nếu tu pháp môn giải thoát không cũng tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện Vị được biến hóa ấy, nếu tu năm loại mắt, cũng tu sáu phép thần thông, vị được biến hóa ấy. Nếu tu mười lực Phật, cũng tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, vị được biến hóa ấy. Nếu tu pháp không quên mất, cũng tu tánh luôn luôn xả, vị được biến hóa ấy. Nếu tu trí nhất thiết, cũng tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vị được biến hóa ấy nếu chứng quả vị giác ngộ cao tột chuyển pháp luân mầu nhiệm làm các phật sự vị được biến hóa ấy lại biến hóa ra vô lượng hữu tình rồi trong số hữu tình đó kiến lập ba nhóm sai biệt như chánh tánh định vân vân thì này thiện hiện theo ý ông thì sao các vị mà như lai đã biến hóa ra đó có phải thật có đi đến cho đến thường an trụ tu chứng quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân mầu nhiệm, làm các Phật sự an lập ba nhóm sai biệt chăng, thiện hiện đáp, bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không.